cậu biết công ty này chứ? Theo như em được biết thì công ty này đang chuyên về chế biến sản phẩm nông sản. Anh cảm ơn. Dạo gần đây thì họ đẩy mạnh thêm về mảng chế biến chị ạ. Tôi nhớ thì đây là một trong những công ty rốt ráo tung thương lái để tranh nguyên liệu với chúng ta. Không chỉ là nguyên liệu đâu chị. Đây, chị xem đi. Bên công ty họ còn đang phát triển sản phẩm y hệt như bên công ty chúng ta. Nói đúng hơn là đang đạo nhái thương hiệu. Cậu tìm hiểu và thu thập toàn bộ thông tin của công ty này giúp tôi. Vâng. Chị Phương này. Dạ An nó... Cậu tập trung làm việc đi. Lát tôi gọi lại. Đây là đâu hả anh? Đây là nơi bố mẹ anh ở khi còn sống. Sao em thấy hoang vu, có sợ sợ thế nào ấy? Thỉnh thoảng bác Dự mới về dọn dẹp hương khói thôi. Khi nào rảnh anh mới về. Hóa ra chỗ này cũng đẹp phết. Thế mà anh chẳng bảo em mang đồ đi để chụp ảnh. Đây là nơi trang nghiêm đối với anh. Không thích hợp để sống ảo. Này, anh nói tự dưng em nổi da gà ấy. Hay thôi đi về đi. Anh đưa em đến đây là để chúng mình cùng nhau quyết định một việc quan trọng. Em chịu khó làm người trưởng thành một lát nhé. Thì quan trọng thôi mà, làm sao phải thành ra nghiêm trọng thế? Chờ em. Sự việc xảy ra trong khoảng 4 tháng gần đây. Hàng của công ty chúng ta cung cấp cho viện dưỡng lão An Bình trên đường vận chuyển bị cháo đổi sang sản phẩm khác, kém cả về chất lượng và khối lượng ạ. Vụ việc có sự liên kết giữa người trong viện dưỡng lão và công ty La La. Hiện tại đã truy ra một số tài xế và nhân viên kho ạ. Nếu tiếp tục thì sẽ còn liên đới đến một vài cán bộ cấp thấp trong công ty. Vì trong quá trình điều tra, chúng ta đã phát hiện ra một vài dấu hiệu cấu kết giữa nhân viên của công ty và đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích phá hoại ạ. Thế lại còn thế nữa cơ. Phải làm rõ xem kẻ nào ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung. Dạ vâng ạ. Cháu vẫn đang tiếp tục cho điều tra. Nhưng cháu muốn biết chúng ta sẽ xử lý thế nào. Là đưa ra công an hay dàn xếp nội bộ? Việc này phải báo cáo ngay với Gia An để xem ý kiến của nó thế nào, rồi từ đó mới mở ra hướng xử lý. À mà thôi, hôm nay Gia An phải đưa Mai Anh về quê thăm mộ. Dù sao thì cũng sắp cưới rồi, cũng phải biết tổ tiên mồ mả chứ. Dạ. Đây là nơi ăn nghỉ của bố mẹ anh và ông. Khu hồi nãy mình đi qua là nhà của bố mẹ. Còn toàn bộ trang trại này là bà anh mua thêm về sau. Chính vì vậy mà tất cả các quyết định quan trọng anh sẽ đều nói ở đây. Quyết định quan trọng á? Ý anh là sao? Em hiểu tính anh mà. Anh là một người đơn giản. Nhưng mà chuyện kết hôn thì không. Chuyện đấy thì có thể về nhà bàn được mà. Bây giờ trước mộ của bố mẹ và ông, anh muốn em trả lời thật lòng. Em muốn kết hôn với anh là vì tình yêu hay chỉ đơn giản là sự hiếu thắng? Và em có chấp nhận sống với một người mà em biết họ không còn yêu em không? Thì ý của anh là muốn chúng ta dừng lại đúng không? Và anh chỉ coi tôi là cuộc vui của anh thôi có đúng không? Anh mới chính là một trong những thú vui của em thì đúng hơn. Anh đã quá quen với những cơn điên của em rồi. Nhưng mà anh chưa bao giờ thèm chấp cả. Nhưng mà trước mộ của bố mẹ anh thì không. Điều gì đã khiến anh quay ngoắt 180 độ thế hả An? Là chị ta, có đúng không? Các người giỏi lắm.
Nhưng mà Mai anh này nhất định không để cho con người thỏa mãn đâu. Anh nhất định phải là chồng của tôi. Bố!